Phần thân hiển hiện đồng biến hóa
bản ban minh ngọc tế trang nghiêm thiên xích từ kim dụng tự phong hiệu hiệu tượng phân hiệu pháp vũ phi phi thủy khí lung giá vào tây càn thân đệ tinh giang lâm đông độ giảm vô cùng Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Điệt cung kinh tín lễ thường chủ tam bảo phù di pháp duyên quang khải thanh ý tinh kiện dục minh chư Phật chư hiện thanh dĩ nai nông tu đương tứ phương như thanh tịnh đi bằng pháp thủy quang sái đàn tràng nhật trích tài chiêm thập phương cầu khiết ngã Phật giáo tạng chúng hữu mật chú chuẩn đề đà na ni chân môn cẩn hướng tư đồ chư chúng đẳng nhất nhất ta tùy tòng pháp sự tạ lễ Phật tiền cúc cung tam quy tam ba trên chư hòa thượng thượng tọa hiện tiền đại đức tăng ni hiện tọa tại đạo tràng tăng gia chúng con hôm nay trong tang quyến chúng con có duyên sự đầu thành tác lễ con xin khai bạch a di đà phật kính bạch chư tôn đức hiện tiền đại đức tăng ni trong gia chung chúng con không may có người chồng người cha người ông người anh em của gia đình chúng con
tên là Trần Ngọc Hải, từ Phúc Sơn, không may lâm bệnh, xa bà báo mãn, mai một duyên Trần Quyền tổ tiên. Cảm thiền lời thỉnh cầu của gia đình chúng con, hiện tiền chư tăng đã không quản đường xá xa xôi, thời tiết giá lạnh trong dịp Tết bận rộn, đã vân tập vân du về tại gia chung chúng con để làm lễ tống chung, để làm lễ nhập niệm cho chân linh chồng cha ông chúng con được trượng thừa công đức, vạn sinh cảnh giới an lành. Hiện tiền kiền nhật kiền thời, gia chung chúng con có cây dầu ấm nước ra bái chào đê đầu đỉnh lễ, nguyện cầu chư tăng thủy từ chứng giám. A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sinh Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng thay mặt trên chư tôn đức tăng ni và đây các bạn quý vị triển cho gia đình hiếu thành tâm cùng chân dầu ấm nước cung thỉnh chư tôn đức tăng ni xin các phần nghi thức qua lễ cầu siêu nhập liệm, cầu nguyện cho chân linh ông Trần Ngọc Hải đường quy tam bảo hộ danh từ Phúc Sơn được siêu sinh về cảnh giới an lành. Và thể chư tôn đức tăng ni cũng hết tâm vận tưởng cầu nguyện cho các vị có lời tâm định lễ bái chào chư tôn đức tăng ni, nguyện cầu với tâm bảo tắc chứng minh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư sư hòa thượng thượng tọa, hiện tiền đại đức tăng ni đã từ bi ai nạp cho rồi, gia chung tăng quyến chúng con nhất nhất đầu thành đỉnh lễ ăn mày công đức khoa lễ nhập niệm của chư tăng tam bái. Nam mô bản sư thích ca mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong gia đình các vị tới đây có ông Trần Ngọc Hải trước quy tam bảo pháp danh tự Phúc Sơn 250 về quy ẩn tiên tổ, thì các vị cũng phát gỡ công đức của tam bảo thành tâm cung thỉnh chư tôn tiên đức tăng ni và mời mời các phật tử và thời gian này tới tại gia chung có quan lễ kỳ siêu nhập liệm cầu nguyện cho vãng sinh về cảnh giới an lành. Trước hết thay mặt cho chư tôn đức tăng ni tham dự lễ cầu siêu nhập liệm, thành tâm có lời phân lưu và chia buồn cùng ban tổ chức cũng như các vị trong gia đình hiếu, cầu nguyện ông được vãng sinh về cảnh giới an lành. Để phải được chi thức khóa lễ thì lo là ông cũng là phật tử quy tại chủ đình, nên là phải chi thức khóa lễ theo đi theo điều khóa lễ của đại gia chủ đình vọng cung. Phật chính thức qua lễ lễ tam bảo tam bái hiến hương và bảo nhất bái sáng hơi tổng trong mới đi quy mệnh lễ A Di Đà Phật, biến nhất thiết tam bảo tụng lô hương qua chú tụng biến chú đại bi và biến chú vãng sinh tụng bát nhã niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà một tràng, danh hiệu Bồ Tát một danh hiệu mười biến hướng phúc nguyện tăng tự quy và phần tư quan đến toàn thể chư tôn đức tăng ni của quý vị chúng ta lưu trì và chỉ đạo. Như thế cùng kinh nhớ tâm kinh nghệ thả phương pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điệp truyền thụ Bồ Đề Tâm giới đối chi ngài Thiện Tài Bồ Tát quy tam bảo pháp đại thừa tâm diệt trừ ế tài nghiệp chướng thanh tiêu ế tài công đức. Đề ya cô thiên ni nam trần ngọc tài ở số nhà 18 đường Hồ Chuyên ni tổng thành phố Nam Định. Nguyện thừa quy tam bảo nhờ có nhân lành được gặp tiền chi thức giác ngộ đạo màu hiểu rõ vọng chân giữ trọn vẹn các điều tân giới phát tâm hướng tới đạo vô thượng bồ đề cần tu hành ba điều tân giới đại bi đại trí đại nguyện cầu cho tứ dân lục đạo đều thành chính danh. Ngài bất trời ủ bà tăng nghĩ chân ngọc hài tự phúc sơn năm một tuổi tam quy linh thù giới điệp tinh tiến hành chỉ quyền có mười phương tam bảo chứng minh. Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật. Nam mô thượng tinh tiến bồ tát ma tát. Ngày mùng 10 tháng 11 năm Nhâm Ngọ 2002 dưới sự truyền thủ đại đức Thích Thanh Công. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Năm nào có phải trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân đang hiện diện nơi buổi lễ tang ông Trần Ngọc Hải hôm nay trong bầu không khí vô cùng ảm đạm, cảm thấy trong lòng như sương rơi lạnh ngắt, thắp quặn một niềm đau đớn vô hạn của gia đình Tam Tuyến nói riêng, của các cụ, các ông, các bà, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, và đặc biệt là bà con nhân dân tổ dân phố, bà con nhân dân lối phố Lân Bang nói chung. Thật đúng là cuộc đời sao nóng gian truân, tranh chi tạo hóa xoay vận xót xa. Tiếng kêu than trách trời già, để cho ta quyến mắt đòa lệ rơi. Éo le hai tiếng vòng đời, đã ai tránh khỏi số trời đa quan. Vô cùng thương tiếc ông Trần Ngọc Hải,
pháp danh Phúc Sơn. Ông sinh ngày 2 tháng 7 năm 1952, nguyên quán tại thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông thường trú tại số nhà 365, đường phố Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong thời gian lâm bệnh vừa qua, tâm như ngọn đèn trước gió, thân như bọt nước mặt sông. Mặc dù đã được bà nhà cùng các con và tập thể các thầy thuốc, y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, các ban ngành đoàn thể, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa và đặc biệt là bà con nhân dân tổ dân phố, bà con nhân dân lối phố Lâm Bang vẫn thường xuyên động viên, thăm hỏi, ân tình. Nhưng do sức yếu bệnh trọng, ông đã không qua khỏi. Và vào thời gian 0 giờ 2 phút ngày 30 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 8 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại gia số 365 đường phố Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, ông Trần Ngọc Hải đã chút hơi thở cuối cùng, quy đồng tổ đạo về với các bậc tổ tiên. Vĩnh biệt cõi trần gian, ông hưởng thọ 71 tuổi. 71 năm ông đã vội dừng chân, thoát tục quy tiên lánh bụi trần, lớp bóng đài xen lương cửa Phật, tìm chốn tuyền đài gặp tổ tiên, người đi xa mãi vào thiên cổ, lớp dấu phù sa dưới bộ phần, trong con lặng ngóng màn hương ảo, hương tỏa khói lùa tiếng trống ngân. Ông ra đi như cánh hạc xe mây về cõi Phật, để lại dương trần phúc chóng con. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa hương hồn ông, nhận tin báo buồn ông nay không còn nữa và nhận lời mời của gia đình tam tuyến, đoàn nhạc hiếu hòa hậu trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tang lễ Thành Nam tại thành phố Nam Định, chúng con về đây phục vụ buổi lễ tang của ông. Lời đầu tiên cho phép anh em nhạc công gửi tới gia đình gia tộc lời chia buồn thống thiết và sự cảm thông chân thành nhất trước nỗi đau thương mất mát vô hạn của gia đình tam tuyến. Nguyện cầu ông sống được vãng sinh nơi Tây phương nước Phật. Và vào giờ này, được sự cho phép của ban tổ chức tang lễ, anh em trong đoàn nhạc hiếu sẽ kết hợp cùng gia đình gia tộc cử hành trọng thể lễ thành phục để phát tang cho thân nhân trong tang quyến, để anh em con cháu họ hàng của ông được chịu tang ông kể từ giờ phút này. Lễ thành phục phát tang để anh em con cháu họ hàng của ông chịu tang ông được bắt đầu. Oh.
Đồng thiên thập nhị hạ nguyệt na thượng hạ tuần na sơ bát na nhật na nam định na tịnh na nam định na thanh na phổ na ba triệu na phương na chân na hướng na đạo na lộ gia số 365 hiệu na cư kỳ ma thần hiếu chủ cô tử chân tuấn phong hôn tử nguyệt minh trang cô nữ chân thị vân thủy chân thị thanh thủy chân thị thảo tế tử nguyệt văn nam nguyệt quang trung phạm ngọc tú cung hiệp mẫu mạch phạm thị thịnh xuất chúng tôn nội tôn trần bảo ngọc trần anh trang ngoại tôn nguyệt gia bảo nguyệt trần bảo vân nguyễn tuấn trường nguyễn quang toàn nguyễn huyền trang phạm ngọc bảo anh phạm trần đức anh phạm trần phúc anh hợp đồng gia quyến nội ngoại đẳng phí nghi cám chiêu cáo vô kính thỉnh cố phụ thân tiền quý phật tử phó chúc ưu bà tắp cưới tuần tế thụ hưởng thọ kỷ thượng thọ thất thập nhất tuế trần quý công quý viết ngọc hải pháp danh phúc sơn chi linh vị linh tọa tiên viết vị hữu phát phục tất cao lệ gian
toàn thể gia đình lễ ông một lễ rồi đứng dậy. Bái hương. Xin mời mọi người đứng dậy. Vì chúng con và cha mẹ phải héo hương, cha ơi phù hộ cho chúng con hương nhờ. Giờ đây chúng con giao phục trước thiên thờ, vái xin tạ lỗi trước giờ biệt ly. Cha ơi bất cha hôm nay, mẹ, chúng con cùng anh chị em, các cháu đổi ngoại của cha, ruột thấp gan bảo, đi vào quanh linh cứu mà nghẹn ngào lệ rơi. Chúng con mất cha rồi, ôi nhớ thương. Chờ bạn vẫn hồn ngộ, còn tâm ngưỡng, một phút chia ly, quân tội đau. Thương khóc cha lệ sầu, ngăn xa đồi, suối vàng cha ơi, thấu tình chúng con. Chúng con thương cha. Nhật tí thời
cận tịch quý tây quốc cung nghệ tư vai bàn ra lễ vong linh con lễ nhất đế Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Bà Triệu làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về nơi phòng tang, phủ lãng quân kỳ quyết chiến quyết thắng, lên lĩnh ngũ đồng chí Trần Ngọc Hải. Xin trân trọng kính mời. Các được đảng nhà nước tặng huy hiệu
thống lĩnh công nước hạng hai, kỷ niệm trương cựu chiến binh Việt Nam, nhiều lễ khen của công ty rèn luyện Nam Định. Hôm nay đồng chí Trần Ngọc Hải của chúng ta đã vinh việt qua đời về có vinh hạnh. Hội cựu chiến binh phường Bà Triệu tổ chức lễ phủ quân kỳ lên nghi thức của đồng chí. Lá cờ bách chiến bách thắng truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam trải qua bao cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới hải đảo đã tấm máu bao anh hùng liệt sĩ. Đồng chí đồng đội trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đem lại nền độc lập tự do thống nhất đất nước hôm nay. Nghi lễ phủ quân kỳ chỉ dành riêng cho các cựu chiến binh đã có công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Ngọc Hải ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, con cháu, bạn bè, đồng chí và con dân bang cố phóng nghẹn ngào xúc động. Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm đồng chí. Đội tư binh phủ quân kỳ. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu đại diện cho nội tộc họ Trần Văn ở thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn tôn. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay được tin ông về cõi vĩnh hằng cùng tổ tiên, gia tộc họ Trần Văn đến chia buồn cùng tang kiến và dâng nén nhang thương tiễn ông về cõi vĩnh hằng. Dẫu biết rằng được gia đình tận tình chăm sóc, họ hàng làng xóm bạn bè thăm hỏi động viên, song mệnh trời là điều không tránh khỏi. Nay ông đã theo tổ tiên về cõi vĩnh hằng. Gia tộc tề tựu về đây dâng nén nhang hương để tỏ lòng tri ân cùng tang quyến và vĩnh biệt ông, để bày tỏ tâm tình của mọi thành viên trong họ trước những giờ phút chia ly này. Mọi thành viên xin được dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng của gia đình các anh chị Lập Năng, Quỳnh Giao, Hợp Hân ở Mỹ Tân, Mỹ Lộc, đoàn do ông Nguyễn Hợp Hợp làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang thắp phần hương vĩnh biệt. Xin trân trọng kính mời. Chị Lâm Thuyền trở về nơi phòng tang dựng hương cử hành lễ viếng. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức lễ tang trên phòng kính mời lễ viếng của gia đình anh chị Hương Sửu ở Văn Miếu và gia đình các út hộ cùng các con cháu trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng.
thay vì của đoàn đại biểu đại diện cho công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn ông. Biểu đại diện cho đoàn dâng hương trước linh sản kính viếng hương hồn ông. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa. Đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bắt đầu. Vô cùng thương tiếc ông Trần Ngọc Hải nay không còn nữa. Đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cho toàn thể gia đình dân tuần hương vĩnh biệt trước linh sản ông. Vĩnh biệt con cháu hai nhà nặng tiếc thương. Vô cùng thương tiếc ông Trần Ngọc Hải nay không còn nữa. Đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời lễ viếng của gia đình chú Sương ở Hải Dương, gia đình em Thủy Khang ở thành phố Hồ Chí Minh trở về nơi phòng tang dân hương cử hành lễ viếng. Hội Việt Phương ở Bình Dương lễ viếng cố
của công ty bao bì An Vinh ở Hà Nội trở về thư phòng đang dâng hương đồng cử hành lễ biếu. Phút mặc niệm bắt đầu. Trần Ngọc Hải xin trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mời ông bà trở về đất nước chứ. Vinh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua. Kính mừng. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang viên. Trân trọng kính mời quý vị trở lại bàn thờ nước. Xin được truyền lời của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang viên cho trong kính mời quý vị trở lại bàn thờ nước trẻ trên miền đông của tang viên. Truyền lời của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang viên cho trong kính mời quý vị trở lại bàn thờ nước trẻ trên miền đông của tang viên. Con chúng con trong cõi diệu u sầu, cha đi quy phận theo hầu tổ tiên, để cho mẹ con chúng con đêm ngày thương nhớ, chẳng khát tan đau nói tâm can, dưng dưng để chảy sóng hàng, dâng cần chúc thực mà muôn vàng nhớ thương, lễ chúc thực cúng cơm, cơm bữa lệ thường, chiều tối ngày hôm nay dâng lên chân linh ông bắt đầu. Nam mô nữ tế hợp đồng chào nói.
phẩm vật là phí nghi cám ma chiêu và cáo vô kính thành cố phụ và thân tiên là quý phật là tử có chúc ưu bà đáp dưới toàn tế thụ ma hưởng thọ kỷ thượng là thọ thất thập là nhất tuế chân là quý công quý viết ngọc là hải pháp danh phúc sơn chi linh vị nhà linh tọa tiên là viết vì hữu là tịch tiện là tất cao lệ ra công thương đoàn do ông Đặng Văn Hải phó giám đốc làm trưởng đoàn vô cùng thương tiếc hôm nay không còn nữa quý đoàn đại biểu xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông phút mặc niệm bắt đầu phút mặc niệm đã trôi qua lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Đẹp cả lòng tiếp tân ông trân trọng và đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm bắt đầu. Đẹp cả lòng tỏa cho bà nước thân yêu cùng gia đình tan biến.
giới thiệu và kính mời gia đình cháu Hải đi lên nhậu thay nhà trở thành ta dân hương kính chúc trân trọng kính mời gia đình xin giới thiệu và kính mời đoàn lễ đại diện cho hội tổng nhập ống đậu xe nhà máy dệt. Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn lễ dân hương trước đại sảnh quý vị. Để tỏ lòng tiếc thương ông Trần Ngọc Hải, xin trân trọng kính mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời đoàn an tỏa cho bà nông nước thân yêu cùng gia đình tang biến. Để tỏ lòng tiếc thương hòa trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chân thành của ban tổ chức phát biểu và gia đình tham dự, trân trọng kính mời bà trở lại bàn mời nước, sẻ chia với ông cùng tham dự. Để thưa phần lễ viếng ban tổ chức tang lễ, trân trọng kính mời toàn thể của gia đình, các anh của ông là Trung Hiền và Tuấn số 62 Lý Thường Kiệt trở về phòng tang thắp hương. Tiếp vào lễ viếng ban tổ chức tang lễ, trân trọng kính mời toàn thể của gia đình em của ông Đặng
xuân trở bị thơ trở về phòng thân thương hồn tình yêu thương hồn
chân thành của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang viên quan bị đại diện xin được nam đại lễ định cảm nhận thành. Vô cùng thương tiếc hôm nay không toàn cỡ, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa, kính mời quý đoàn sau khi thắp hương tình viếng hương hồn ông dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Thưa đức ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Vô cùng thưa đức ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Trả lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức tang lễ, kính mời quý đoàn đại biểu đi vòng quanh đình cũ vĩnh biệt ông lần sau cuối. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Trả lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang viên. Xin mời vị trưởng đoàn lên hướng lên sàn kính viếng. Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn, trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời quý đoàn trở vào hồng nước chia buồn cùng tang viên. Thank you.
nhị nhạc nhạc tam nhạc nhạc tư nhạc thân đức nhạc thiết chư và xa hộ niệm sinh xa lời phật nam vương thế giới danh văn quang và đại diện kiêm và tu di đăng và vô lương tinh tiến và như thế đăng ngang ngà xa số chư và ca ư kỳ quân tiến vô tam thiên là đi về dân tan và cả tư nghỉ công đức xa hộ niệm kinh xa lời và thượng vương thế giới thank you.
lễ viếng của gia đình tới bác rất là toàn thân. Xin mời một vị đại diện cho quý đoàn lên dâng hương dâng hoa. Trước hương linh người không còn nữa, xin quý đoàn trang nghiêm dành phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Lễ viếng của quý đoàn đã được hoàn tất, xin mời. Cho đoàn dân đèn tâm nhang trước linh sàng tìm kiếm thương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa. Quý đoàn đại biểu xin dành phút bạc niệm vĩnh viễn ông. Phút bạc niệm bắt đầu.
xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ơn. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Kính mời quý đoàn đại biểu đi vòng quanh đền cũ.
vinh biệt người đồng chí đồng đội lần. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, đoàn do thượng tá Bùi Xuân Hồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về phòng tham thắp hương, đặt vòng hoa bình viếng hương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa. Quý đoàn đại biểu xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Xin trân trọng kính mời thượng tá Nguyễn Hải Đăng, trưởng đoàn đại biểu, đại diện cho đoàn dâng nén tâm nhang, chức tinh sàng kính tiếng hương hồn ông. Vô cùng thương biết ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Trân trọng kính mời đoàn lễ của hội truyền thống trường sĩ quan lục quân một, đoàn do thượng tá Bùi Xuân Hồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về phòng tham thắp hương, đặt vòng hoa kính viếng hương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Trả lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến. Đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng nén tâm nhang trước linh sàng kính viếng hương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông giới thiệu và kính mời đoàn lễ của tổ dân phố số 7 khu dân cư Hương Yên cùng nhà máy Thanh Vân phố Trần Hưng Đạo, đoàn do ông Trần Mạnh Hùng làm trưởng đoàn, rất là... Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho đoàn có lời phân ưu cùng tang quyến. Để tỏ lòng tiếc thương, ông Trần Ngọc Hải xin trân trọng mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ông Trần Hoài lần cuối và trở lại ba đống nước chia buồn cùng tang quyến. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của tập thể lớp 9A8 trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh trở về phòng tang thắp hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn lễ của các cháu Xuân Huy Hạng Việt chuẩn bị tâng đèn tâng nhang trước linh sàng kính viếng hương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa, đoàn xin dành phút mặc niệm vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng nén tâm nhang trước linh sàng kính viếng hương hồn ông. Vô cùng thương tiếc ông nay không còn nữa, quý đoàn đại biểu xin dành phút mặc niệm.
Lễ
kính mời quý đoàn đại biểu trở lại bàn mời nước, sẻ chia niềm đau cùng tang quyến. Công nghiệp Nam Định trở về nơi phòng tang dân hương kính viếng hương hồn ông.
suốt đời của trung y có. Ôi cha ơi, người đời, người đời và áo bằng mà cha chúng con đau xót biết là tim bằng nghề rằng cha được tuổi hàng dài.
đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Kính mời các đoàn trở lại bảng với nước và đi ủng hộ Tam Quyến. Thank you.